你好，你编号几号？他编号307。你去过台湾了吗？em đi qua Đài Loan chưa？ 没去过。他没有去过。你在台湾有亲戚朋友吗？ở Đài Loan có người thân bạn bè không？ không。他没有。你会抽烟喝酒吗？ em biết hút thuốc uống rượu không？ có nhưng em mới bỏ được cây 35。他会抽烟，现在已戒烟3个月了。啊，你目前在越南做什么工作？hiện nay em đang làm công việc gì？ em đang làm cơ khí ạ。他做机械工。一个月薪水是多少？một tháng lương là bao nhiêu？ em làm một tháng lương 7.5。他薪水大概150块美金。来台湾工作很辛苦，你受得了吗？đến Đài Loan làm việc rất là vất vả, em có chịu được không？ dạ có。他受得了。啊。你在台湾工作，如果雇主要求你配合加班，你愿意吗？ đến Đài Loan làm việc, nếu ông chủ yêu cầu em tăng ca, em có đồng ý không？ dạ có。他愿意。对今天面试的工作，你有什么问题吗？ngày hôm nay phỏng vấn em còn vấn đề gì nữa không？ dạ không ạ。他没有问题。你都清楚了吗？em đều hiểu rõ rồi chứ？ dạ rõ rồi。他清楚了。今天你回答的问题，你要老实确实，不能欺骗，你知道吗？ngày hôm nay những câu trả lời của em phải thành thực, trung thực, không được lừa dối, em có hiểu không? Dạ hiểu. Ta chưa tao rồi. Hiện tại chính thì trang chỉ lại thí xa bao. Bây giờ em đứng dậy bê bao cát 10 lần. Này, chuẩn bị. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五。OK，OK，谢谢。谢谢。